Để xem pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney á, thường người ta phải dành chỗ camping từ ban ngày quanh các khu vực mà thấy được cầu cảng Sydney như nhà hát consort Opera House, The Rock, Botanic Garden, Milton Point, bla bla bla. Nhưng mà hôm nay trời nóng như là mình nổi hứng đột xuất nên mình sẽ đi đến một cái địa điểm ít nổi tiếng một tí, tại vì ít ra nó còn mở cửa cho mình vô. Bây giờ mình vô check bag. Sydney đi chia bài cho các bạn. Ok, bây giờ là 10 giờ rưỡi tối và mình đang chờ xếp hàng đi toilet là các bạn. Nói chung là phải đi trước vì ấy. Oh!
là nếu mà đi buổi sáng thì cũng khá là đẹp, tại vì nó thấy được quang cảnh của cây cầu trên cao như hồi nãy đã cho các bạn đã xem. Vào những ngày lễ thì police cũng cưỡi ngựa luôn các bạn. Tầm này rồi thì tất cả mọi phương tiện công cộng đường đều đóng, cho nên là mọi người phải đi bộ ra ngoài station để đi về. Và trong cái đêm nay thì những train nó sẽ chạy xuyên đêm xuất sáng. Dòng người, đây là con đường chính và mọi người đều ô vào cái con đường này, dòng người như là kiến luôn. Đầu xa đây kìa. Bên kia là cái club IV bự của Sydney. Wow, cái này đi train về cũng hả trăn trở lắm nè. Wow, đông quá. Đây là Tokyo rush hour trắng. Đây là New Delhi. Bây giờ đã là 1:30 sáng, dòng người đua nhau đi về. Cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Thank you.